Rồi hôm nay chào các bạn. Thì hôm nay mình sẵn làm cái đầu bò Yamaha của khách nè các bạn ơi. Thì cái đầu bò này nó không có xài bạc đạn. Nó xài cái cúc cam là đưa thẳng vô cái đầu bò luôn nha các bạn. Nó không có xài bạc đạn như cái đầu bò đời sau này ha. Cái đầu bò này thì đời trước thì nó xài cộng sim nè các bạn. Thì trong cái đầu bò này nó bị quát cái miệng đó các bạn. Nó bị quát cái lỗ thì nó bị tẹt nhớt gì đó, nó không có bơm lên cam cò ha. Thì hôm nay ông khách ông đem lại kêu mình phục hồi lại thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn phục hồi lại ha. Thì trước tiên nói chung anh em nào có máy móc này thì nó quá dễ dàng rồi nha các bạn. Đó, thì nếu mà anh em nào mà có máy tiện mà không có máy móc đó, thì để mình xử lý cũng rất khó ha. Vì vậy mình phải cần đến một cái gá nha các bạn. Thì mình có làm cái gá xong rồi các bạn. Gá này để mình bắt cái đầu bò, mình móc cái lỗ cái đuôi của cam ha các bạn. Mình sẽ nhắc bạc đạn 6902 vô các bạn. Đó, đường kính ngoài 28 ha, mình nhét vô đây. Đó. Trong đây là nhớt nó bơm vô nha các bạn, nó bị trống chỗ này là nhớt nó tẹt ra thì nó không có lên được cam cò ha, nó nuôi không tốt ha. Nó thì hôm nay mình sẽ bắt con cái gá và mình móc chia sẻ cho các bạn xem cái cách mình móc ha. Nó thì còn anh em nào có máy thì nói chung là quá ok ha. Còn mình không có máy thì mình phải đành làm cái gá mình móc thôi các bạn ơi. Nói chung cái đầu bò này nó cũng không có nhiều các bạn, lâu lâu nó gặp cái thì mình phải làm gá mình móc thôi chứ nhiều khi cái đầu bò này giờ người ta cũng ít xài. Nếu gì mình mua máy thì nó cũng lỡ cỡ các bạn, tốn tiền ha. Đó, mình để vô cái gá nha các bạn. Cái gá ha, mình sẽ để vô nó có hai hạt gô định tâm lại nha các bạn. Đó, để mình lấy nó ra cho bạn coi. Đây hai hạt gô ha. Đó, mình cứ để vô đây. Vì cái gá này mình đã làm nó chuẩn sẵn rồi, bây giờ mình chỉ để vô bắt ốc thôi. Đó, hạt gô vô cho các bạn. Rồi, hai bên đây mình sẽ dặn hai con ốc nha các bạn. Bên mình sẽ dặn hai con ốc. Đầu bò mới giờ hiện đại lên cam mặt đạn hết trơn nha các bạn. Thì nhiều khi của mấy người cấp người ta muốn xài cái đầu của người ta, đầu bò của người ta lại các bạn. Thì mình phải làm mình giữ cái đầu bò của người ta lại. Mà nói chung các bạn móc lên bạc đạn rồi các bạn xài xuyên thu ha, chứ móc lên xài cực kỳ luôn. Rồi cái gá là nó dày nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đưa lên máy các bạn ơi, thì kẹp vô cái đầu này ha. Rồi bắt đầu mình sẽ săn chê cái đường lỗ bạc đạn bên đây nha các bạn. Săn chê cái lỗ này ha. Đầu chấu mình thì nó có độ dung sai nha các bạn. Đó các bạn thấy không, lên gá là có thể mình móc được nha các bạn. Nhưng mà mình phải săn chê cái chỗ này các bạn ơi. Cái đầu bò này nó cũng hiếm khi gặp các bạn ơi. Thì mình làm cái gá mình để đó, khi nào anh em có nhu cầu móc các bạn thì mình lấy ra mình móc thôi. Còn nếu mà cái đầu bò này mà được móc trên máy chuyên dụng thì nó quá ok nha mà. Mình làm nghề thì máy móc vẫn còn hơi thiếu thốn, bởi mình phải chế cái gá để mình có thể mình làm cho nó dễ dàng các bạn. Chứ nhiều khi anh em nói làm sao không móc trên máy, chứ nói chung là cũng tùy theo trường hợp, tùy theo anh em khá giả. Mình sẽ chế trước tiên cho cái lỗ ngoài nó ngay, mình sẽ móc cái lỗ trong nha các bạn. Đó, nó ok các bạn ơi. Giờ mình sẽ xích chấu lại. Móc cái này thì lúc nào mình có chuẩn bị con dao dài nha các bạn. Con dao dài và mình chuẩn bị cái bạc đạn cho mình thử các bạn. Rồi vậy là mình móc thôi các bạn ơi. Nói chung mình móc chắc tối rồi các bạn thông cảm ha. Vì mấy cái đầu này nó hơi phức tạp đó các bạn, mình phải làm chắc tối mới có thời gian ha. Còn ban ngày thì nói chung là cũng
có khách thì mà làm cái này nó hơi lâu đó các bạn. Thì chắc tối thì nói chung là cái ánh sáng nó không được đảm bảo không thì các bạn thông cảm nha. Mình quay mình chia sẻ cho các bạn những gì mình biết. Cái gọi cái đèn pin các bạn, nó mới thấy chồng. Rồi xong rồi các bạn ơi, thì nói chung là mình dùng cái mặt đạn gì mình thử nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt xuống mình gá cái mặt đạn vô nha các bạn. Rồi thì nói chung là mình đã móc cái đầu bò da xong rồi các bạn ơi. Đây. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái mặt đạn này nè các bạn, mình đóng vô trong cái đầu bò trước ha, mình hãy nhét cái cốt cam vô. Vì cái đây nó có cái phốt đó các bạn, thì mình để vô vậy cho nó dễ ha, chứ mình không có đóng dính mặt đạn vô trong cốt cam nha các bạn, mình đóng dính trong cái đầu bò ha. Đó. Rồi video mình cũng chia sẻ anh em tới đây kết thúc nha các bạn. Đó, thì cái gá mình làm nè các bạn, thì nói chung là để lâu lâu mới làm cái, thì mình làm cái gá đơn giản để mà có làm thôi các bạn ơi. Rồi kết thúc video nha các bạn, hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn.
Nhớ like, subscribe kênh ủng hộ mình nha các bạn. Mến chào các bạn nha.